xin được nhiệt liệt hân hoan chào đón toàn thể quý vị khách quý đã đến cùng tham gia tham dự đại lễ vô quy của cô dâu Thúy Vân Sánh Duyên, Sánh Duyên cùng chú rể Trung Kiên Lèo May. Chính và anh xin được quý chào toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, thay mặt cho gia đình đến lời cho cô dâu và chú rể xin được gửi lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị thân mến, và nói đến tình yêu đó chính là điều kỳ diệu nhất và thượng đế đã ban tặng cho chúng ta. Thế nhưng sự thăng hoa đẹp nhất của tình yêu đó chính là hôn nhân. Trải qua thời gian quen biết, tìm hiểu và yêu nhau, thế hệ trẻ của chúng ta họ cũng đã nhận ra rằng họ chính là một phần của nhau. Và ngày hôm nay, nhân ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022, tức ngày mùng 8 tháng 9 năm Nhâm Dần, được xem là ngày lành tháng tốt để tổ chức buổi lễ vô quy mừng hạnh phúc cho đời bạn trẻ. Vâng thưa quý vị, với sự hiện diện của toàn thể quý vị quan khách khách quý trở về đây để chúc mừng ngày vui hân hoan cho cô dâu và chú rể, xin được long trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng thưa quý vị, và ngay đây giờ phút này chúng tôi cũng không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa. Xin chân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng ánh mắt của mình về bên phía cổng hoa tình yêu để được chào đón nhân vật quan trọng nhất, thèn chốt nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, đó chính là sự hiện diện của cô dâu Thúy Vân, chú rể Trung Kiên sẽ bước lên sân khấu để được ra mắt toàn thể văn phòng. Một lần nữa xin chào kính mời toàn thể quý vị nổ một tràng pháo tay để chào mừng đi đâu. Vâng thưa quý vị thân mến, lúc là ngày vui hạnh phúc cả đời, nhạc vị bất thừa, nắm say làm người, bàn tay nắm lưới bàn tay, dìu nhau đi đến lâu đài tình yêu, mê ấy có hoa nở trên cây, đời ta say mộng bên nhau suốt đời. Vâng xin mời cô dâu chú rể hãy cùng bước lên sân khấu đi đâu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, để có ngày hạnh phúc, ngày trọng đại như ngày hôm nay đây cũng không thể quên đi những bậc sinh thành. Và sau đây xin trân trọng kính mời về phía họ nhà gái, xin trân trọng kính mời bố Lương Văn Xoa, mẹ Lò Thị Rơi sẽ bước lên sân khấu để ra mắt với hai con chúng ta. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và tôi thì rất tình thông gia với gia đình họ nhà gái, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bố Lò Văn Phóng, mẹ Lò Thị Tún là thiệp sinh từ máu của chú rể, hãy cùng tay cho tay bước qua sân khấu. Xin trân trọng kính mời. Xin chào quý người vị đại diện bên phái đoàn họ nhà gái sẽ đứng bên cạnh của cô dâu, vị đại diện bên phái đoàn họ nhà trai sẽ đứng bên cạnh của chú rể ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đang hiện diện trên sân khấu là hai bên gia đình cũng như là cô dâu và chú rể. Để thay mặt để thay lời cảm ơn, sau đây xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cũng như huy danh vị đại diện hai bên gia đình sẽ cúi đầu một cái thật sâu để gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Xin mời. Vâng, từ máu khỏe sở chất thế này, bà mẹ bình đồng hòn sông hay cả xin lọc bà mẹ bình đồng ơi, sẽ bón ải yên, ngọc nông đôi tàu đôi lại hân giàu hôm qua, mưa té trâu, ải phú em già tè cả nhân sĩ có lẻ thủ chay, ải cả em nay, cả nhân sĩ có lẻ đường nhìn, ải bà mê đủ của nhìn tràn phản bọc cây, đủ phủ chay, chạy bà thuồng bắt tóc nặng mà, tràn phản tùng thoát ma xoay trục đường đồng bắt qua, bà mẹ bình đồng nò, chứ nãy em sóng pháy, nó đang hạt nhắc banh, nhường bồi bồn xuống nhấu, nhau kết đông xuống tất bà, nhau hợp cười xếp hà, trắng hồ hình, ép ỉn báo cánh cuốn lan ăn bà báo gió nặng năm mái chỉnh cỏ lầy báo giúp cái mài sợt chỉnh cỏ ế ế bạn say lại bạn nằm các bà bắt chủ kiểm máy đầu nòng là bắt chờ trà bắt chủ xà cóc lẹt nòng những nhân sọn bắt qua cho nên nòng à Thúy Vân được chắc lẽ ai chụp quyền à dưới hoa bàn thẳm tông lành mái ỉm mắc quà má mặc bèn kén quan lẩy huyền ai nọc và hát hết tà đủ đẩy huyền nào bình trù nòng trắng đất tà đầy tóc tà đầy kim cầu nửng xúc hồng hầy cần đế ai ơi tóc tà đầy kim cành uốn vây thục thuệ cần đề tóc tà đầy rút sạn vành ngừa hồng sữa mòn pha tè na mơ nặng sau nòng sau là nâu sợ chất này tỏi lắc phá ức trở mon chất hạt cả nàng sườn tành bách cả nàng sườn thúa mặt cả nàng tóc cứ ai thầm chơi nặng trai thả minh có thể khàn tiền mi ai nhưng thảm trai qua có thể khàn tiền thuần nòng sọc phái lầy quan hen trắng tô xào đậy quan báo pháp rào trắng tô sơ hà mẹ tinh em này mơ nặng khỏi bên ai đầu chắc này lồng trà bàn khỏi bên em chất này khàn quan buồn hà đua tàu đẩy
bên cô số bên đời, bên đời xem đời bên bên bảy, đẩy bên đời xem đời cái xìa, đẩy bên đời của bia uống bình, bóng bên chơi là hải bắc qua bình nằm nò, hai thằng chơi bắn lại em sòng phái, cơn nát cấm ma hà lầy mười lì bên trần, mười sầm bên chép bền đẹp chép nhâm, má thằng sáng lầy ban khẩu trần phan đường cơ ba mà ứng. Cảm ơn xuống mải xuống phì xuống nòng xuống làn phì nòng xuống lại bàn bàn lắc xuống lại phường phất tay nâng xuống lại cuối cầm hoa đạo cảnh thái đám nơi xử lý biểu kiểm mây mắc quà chúc mong ở sòng của làn loại hát công ứng xuống khỏi của đi sáng xưa sài tàn đà sòng châu ân chúc mong ở xuống mải xuống phì xuống nòng xuống làn phật to hào chun màn dân tên đã hôn tháo cháu xuống bấm ai phì nòng nâng đôi tàu đôi làn hát dảo nhân nhìn nhân trai xuống khỏi mỹ tăng tì cây tìm tùng lắm lại đến đây hào chun tên hà nòng đây. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là các dâm ảnh cũng về một tuổi, nước cả sông cũng hội một dòng, dẫu ai lấy được tình trầm, anh đã yêu em sinh nhật ngàn năm chẳng rời, để rồi sự thật đời rồi hai bạn ơi, hai bạn bên nhau suốt đầu đời, hội hôn chúng tôi rất phấn khởi, chúc cho hai bạn sống vui tươi, mà đêm yêu nhau phải đắm phải say, yêu nhau là phải lở đất long trời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay, ra về anh nắm lấy tay, nhưng anh không nắm mà ôm ngay cái đầu. Hai bạn tình cảm âu sầu khiến cho năm tháng dãi dầu bên nhau. Giờ đây anh trước em sau để cho hồi ngùng xe duyên trọn đời. Các vị quan khách đã được long trọng kính mời. Thế đây được chúc hai bạn trọn đời ái ân. Hôm nay là ngày thật đẹp, tháng thật lành, là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2022, tức ngày mùng 8 tháng 9 năm Nhâm Dần, là ngày gia đình cũng như hai bạn dành để tổ chức lễ vu quy cho đôi bạn trẻ Thúy Vân, Trung Kiên. Và thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng tuyên bố lễ vu quy của cô dâu Thúy Vân sân duyệt của chú rể Trung Kiên chính thức được bắt đầu. Toàn thể quý vị có thời gian đổ ra một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng được công viên. Vâng, xin chào mọi người, chú rể cũng tạm thời đại diện cho đại diện hãy đều đồng nghiệp thật tươi đi đâu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, có với niềm vui hơn bao giờ hết của ngày hôm nay, chắc hẳn toàn thể quý vị chúng ta cũng sẽ mong một điều ngày hôm nay cô dâu chú rể của chúng ta đã chuẩn bị phát cho mình một chiếc áo để chuẩn bị về nhà chồng và Sara. Vâng, ngoài ra thì cô dâu chú rể của chúng ta sẽ được những tình cảm thân thương yêu ái từ bên phía đại diện của hai bên gia đình. Và ngay đây giờ phút này tôi xin được trân trọng giới thiệu có những món quà đắt giá sẽ được kính gửi trao tặng tới cô dâu và chú rể. Và xin chân thành đầu tiên tôi xin được trân trọng kính mời món quà đắt giá đến từ đại diện của gia đình họ nhà gái, đó chính là bố mẹ đẻ của cô dâu sẽ được chuyển trao tặng tới cô dâu và chú rể. Cô xin trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đúng là món quà nhỏ tấm lòng son. Quà này ta dành để tặng cho con khi lấy chồng. Quà này đậm chất màu hồng, cho các con cầm con giữ để thể hiện mối tình đồng của mẹ cha. Quà này được ví như biển cả bao la, dù gặp bao dân tố thì chúc cho hai con luôn thiết tha tình vợ chồng. Để quý vị nổ một tràng pháo tay để chúc mừng các bạn, quý vị ơi. Vâng, và tiếp theo tôi xin được trân trọng giới thiệu món quà đắt giá đến từ đại diện của gia đình bác Minh Dấn ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời bác Minh Dấn hãy cùng bước lên sân khấu để được trao tặng tới cô dâu và chú rể ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Món quà đắt giá đến từ gia đình bác Vinh Son ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời bác Vinh Son ạ. Dạ vâng, tuyệt là mẫu. Thầy xa lời chương cách này, bà mẹ tình học sường. Hai cửa chiếc lò, bà mẹ tình học ơi. Lừa té châu, hâu trắng mi con bà. Toán ngân, hâu trắng mi con bà. Ăn bà ngân chỉa lèo, ăn bà mặn. Ngân tan, ăn bà hỏi. Chỉa biến ơi, bà làn là đều trắng lầy. Bồng sơ ỏ mưu, viện sư lầu chức bình. Chóng khanh trở dượn.
quay cố hơn sắc chân hầu tướng mi kỳ lê nơ sau bảo mọt khay bản mang hâu có đầy kiến bành đổi bấu rất năm phòng đàm năm tờ hầu cách mang chủ nghĩa bương Việt Nam có thể kiến bành đổi bấu có thể đi con bà bắn lên lết mẹ lạ để áo mang phành bắn con đường tâm lệnh mẹ em banh chân lại áo mang hồi kèo xuất phát là đủ nơi đầy tiền chứng của mía tuyệt của mía sốt thần bố minh chưa đài chúc còn là đủ nơi đi đủ sách tốt khi cả ngàn đi được qua phi nào ơi tốt vui sướng nhớ tiêu đường máu này có phi nào ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và món quà tiếp theo đến từ gia đình cậu Thịnh Vượng. Gia đình cậu Hoàng Tâm xin bước lên sân khấu để gửi tặng món quà tới hai con hai cháu của chúng ta. Xin trân trọng kính mời. Và theo lời cho cô dâu và chú rể, xin được gửi lời cảm ơn tới các ông, các bà, cô dì, chú bác, các cậu, các chú đã có món quà để gửi tặng cho hai con. Chúc cho các cô, các cậu, các mợ, các chú sẽ luôn luôn sức khỏe và thành công. Vâng, và sau món quà đắt giá đến từ gia đình cậu Thịnh Vượng, Thịnh Phương và cậu Hoàng Tâm sẽ là món quà đắt giá đến từ gia đình bác Thanh Tùng và gia đình chú Thiên Thức ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời hãy cùng bước lên sân khấu ạ. Vâng, thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong lúc chờ đợi đại diện của gia đình họ nhà gái sẽ có những món quà đắt giá để trao tặng tới cô dâu và chú rể, nhân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta ngồi bên phía dưới hãy cùng rót đầy những ly rượu của mình để cùng nhau nâng ly thật cao, dỗ thật to để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ được không ạ? Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu gia đình chú Phương Nhẫn, gia đình ông Đỗ Trình sẽ lên trao quà cho hai con hai cháu ạ. Xin trân trọng kính mời gia đình chú Phương Nhẫn và gia đình ông Đỗ Trình sẽ là món quà đắt giá đến từ gia đình bà Trung Nguyên và gia đình bác Sứ Tâm Mường Ảng Điện Biên ạ. Vâng, hãy chuẩn bị ạ. Và cũng xin trân trọng kính mời bác Chỉ Cương cũng sẽ lên trao quà cho hai con hai cháu luôn ạ. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, một lần nữa xin được thay lời cho những người làm chương trình nói lời cho cô dâu và chú rể xin được long trọng cảm ơn những tình cảm thân thương từ bên phía đại diện của hai bên gia đình đã có những món quà đắt giá để được trao tặng tới cô dâu và chú rể. Vâng, xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Thân mến, và nghi thức tiếp theo, nghi thức trang trọng nhất, nghi thức tuyệt vời nhất là nghi thức cô dâu và chú rể sẽ cùng trao nhẫn tình yêu. Sau đây xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ bước lên phía trước để cùng trao nhẫn tình yêu cho nhau ạ. Vâng, và để đánh dấu mốc sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của cô dâu và chú rể thì ngay đây giờ phút này chúng ta kính mời quý vị hãy cùng bước lên phía trước và hãy cùng quay màn lại với nhau và xin mời chú rể hãy cùng quỳ một gối xuống ạ. Để trao tặng tới cô dâu và chú rể để trước nhiệt cưới ạ. Lễ tuyệt vời, tất cả quý vị có thể cho chú rể một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Anh trao em nhẫn cưới như trao quả đời anh, khoảng trời cao bút xanh là tình yêu vô tận. Sau đây xin trân trọng kính mời cô dâu đã trao lại nhẫn, trao một chiếc nhẫn của mình để cho chú rể một. Vâng, thưa quý vị thân mến, và chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm dừng lại. Chiếc nhẫn là biểu tượng trong tình yêu, và sau khi nó đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giáp út, ngay mạch máu của hai trái tim lần lượt chảy xiết thì họ sẽ cùng chung sống bên nhau đến tận viên mãn bắt đầu. Có lẽ không còn gì hạnh phúc hơn ngày hôm nay nữa khi hai bạn đã thực sự trọn đời trọn kiếp bên nhau. Vậy quý vị nở một tràng pháo tay để chúc mừng đi đâu.
Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngay đây giờ phút này còn một vị đại diện nữa để trao quà, đó chính là bà Trung Nguyên ạ. Xin chào, chào quý vị ạ. Vâng, thưa quý vị, với món quà đắt giá đến từ gia đình bà Trung Nguyên với trị giá vật chất đáng giá ngàn vàng phải không ạ? Quý vị hãy cùng nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cho cô dâu chú rể được không ạ quý vị ơi? Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và nghi thức tiếp theo xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ tiến về tháp ly tình yêu để cùng khơi lên những giọt rượu tình yêu. Xin trân trọng kính mời. Vâng, ngay đây giờ phút này xin trân trọng kính mời hãy cùng tiến tới tháp ly, tòa tháp của lâu đài hạnh phúc, hãy cùng tay trong tay phun rượu champagne dắt lên tòa tháp của thân mạnh ạ. Vâng, ban đêm đắt như nào thì ban ngày chú rể cũng đắt y như thế ạ, được không ạ? Vâng, quý vị ơi, quý vị hãy cùng cho một tràng pháo tay để chú rể mở nắp champagne được không ạ quý vị ơi? Vâng, xin cảm ơn rất nhiều, tuyệt vời luôn ạ. Sau đây xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ tay trong tay dắt lên tháp ly tình yêu đi ạ. Chiều hồng kết nghĩa phu thê, tình trao duyên mới ta về cùng nhau, cùng chung bước tiến mai sau, thủy chung chiến thủy sắc màu tình yêu, cùng nhau sắc chén rượu tình, trong đời chặt kết chúng mình thành đôi, dù cho phần đấy xa vời, tình chồng nghĩa vợ chặt đầy không phai. Vâng, và tiếp theo chia chồng kính mời cô dâu chú rể hãy cùng nắp chai rượu thứ hai ạ. Chia chồng kính mời ạ. Màu rượu là màu hồng, là màu máu của trái tim. Anh sẽ là dòng sông và để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộc và để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai và để em là hoa đỏ. Và anh sẽ là lối nhỏ. Vâng, và nửa chai rượu còn lại, xin mời hai em hãy cùng dắt lên tòa tháp của tình yêu đang tan chảy trên tháp đi, tưởng như một dòng sông nhỏ đang cố gắng vươn vai chảy ra biển lớn. Dòng sông nhỏ chuyển chung cho lối nhỏ tình yêu của chú rể dành tặng cho cô dâu, đợi chờ là hạnh phúc. Vâng, ngay đây giờ phút này xin trân trọng kính mời hai em hãy cùng cầm những ly rượu của mình để dâng lên các đấng sinh thành của chúng ta. Xin trân trọng kính mời ạ. Xin trân trọng kính mời cô dâu sẽ dâng lên bố mẹ chồng và cũng chú rể sẽ dâng hai ly rượu lên bố mẹ vợ. Vâng, và hai ly còn lại xin mời hai em hãy cầm lấy ạ, và hãy đi sát về giữa trung tâm sân khấu ạ. Vâng, quý vị ơi, và ngay đây giờ phút này thưa đất chồng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng rót đầy những ly rượu của mình để cùng nhau nâng ly thật cao để dô thật to để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ được không ạ quý vị ơi? Vâng ạ, xin tất cả hai bên gia đình chúng ta hãy đứng một vòng khuôn để chạm chén nhau đi ạ. Quý vị ơi, hãy rót thật đầy ly rượu của mình và cùng dơ cao chén rượu của mình lên để cùng chúc phúc cho cô dâu chú rể sẽ được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê đi quý vị ơi. Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngay đây giờ phút này xin chào kính mời cô dâu chú rể hãy cùng bước lên phía trước một bước và hãy cùng lan tay nhau để uống ly rượu vào mời một ngày phúc ạ. Vâng, quý vị hãy cùng đếm 3, 2, 1 để cho cô dâu chú rể uống ly rượu giao vui được không ạ? Nào, chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời! Vâng, cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều ạ. Vâng, và ngay đây giờ phút này, xin chào kính mời toàn thể quý vị quan khách khách của chúng ta ngồi bên phía dưới. Hãy chuẩn bị rót đầy ly rượu của mình, cùng nhau nâng ly thật cao và dô thật to. Bom đắn, hai chén lẩu tím nho khuyên sùng bày trông mơ ngày xuất hợp sóng tờ lán nói áo lẩy báu kinh đồng ơi! Vâng, tôi xin làm quyền toàn thể quý vị một chút ạ. Chúng ta hãy cùng đứng dậy được không ạ quý vị? Từ nhà quay camera nhà nhấp ảnh của chúng tôi sẽ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay để lưu giữ làm kỷ niệm ạ. Vâng, xin chân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng đứng lên được không ạ? Và với tầm mẹ phía đầu hãy tướng khởi đến đâu? Kính lời tướng khởi đến bọn đây! Vâng, tôi MC Mai Hiền và Lê Phanh sẽ làm cầu nối cho toàn thể quý vị chúng ta 1, 2, 3 dô, 2, 3 dô và 2, 3 chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Nào quý vị ơi, chuẩn bị 1, 2, 3, go! 2, 3,
số 2 3. Chúc mừng hạnh phúc, xin mời. Sau đây xin trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình cũng như là cô dâu chú rể sẽ tiến về phía dưới để cùng nhận những lời chúc tốt đẹp nhất từ thân thể quý vị. Xin chân kính mời. Cảm ơn kính thưa quý vị thân mến, phần đi lễ ra mắt cô dâu chú rể.